Độc lạ kỹ thuật buộc dừa tạo hình nghệ thuật, nhìn thành phẩm khiến dân mạng trầm trồ. Mới đây, một thanh niên trẻ đã trình làng với bà con cô bác gần xa một kiểu dừa mới, vô cùng độc lạ, dùng để chưng mâm ngũ quả nhân dịp Tết đến xuân về. Theo đó, với kỹ thuật buộc xiết ngay từ khi quả dừa còn nhỏ xíu, cho đến lúc quả dừa lớn dần lên và trưởng thành, thì sẽ tạo ra được một quả dừa mang dáng dấp của một trái hồ lô bé bé xinh xinh. Bên cạnh đó, thanh niên còn lựa chọn thời điểm thích hợp để mà ép khuôn phần dưới của quả dừa, giúp quả dừa được in hẳn lên trên thân những chữ cái may mắn, gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới. Mặc dù vẫn có nhiều người giữ quan niệm có kiêng có lành và cân nhắc về việc chưng kiểu dừa này trên mâm ngũ quả, thế nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít người trầm trồ khen ngợi tinh thần dám nghĩ dám làm của lớp trẻ khi sáng tạo ra kiểu dừa độc lạ bằng kỹ thuật không quá phức tạp. Một số bình luận được mọi người để lại: nhìn vậy thôi chứ không đơn giản vậy đâu, tôi đã thử mấy lần và kết quả là tất cả đều bị nứt ra hết. Hay đó nhỉ, Tết cứ làm bộ tài lộc như này là đẹp, quả nào cũng đúc như này khéo mâm ngũ quả sáng nhất quận luôn. Đẹp quá nè, nhưng mà chưng kiểu này như thắt lưng buộc bụng nên có lẽ tôi cử tôi kiêng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.